Đây bữa nay thì con Hyundai có đề nè, 20 ngựa luôn nè. Nó là 500 luôn ha, là 20 ngựa đó. Có đề, đời này đặc biệt có báo xăng mà con. Khi hết xăng là động nó báo mà con phải châm xăng nè. Thấy không? Hyundai của Hàn Quốc nha, 20 ngựa. Có đề, có sạc kết hợp trong đây mà con. Đây, Hyundai có quét luôn nè. Hàn Quốc luôn, cốt thẳng nha. Cốt nó như 25 ly á. Quá trời cái bô bự nè. 20 ngựa bà con. Ồ. Cái này bằng nhôm luôn nè nghe. OHV luôn nè. À, cái bình xăng này theo công nghệ của Nhật nè. À, còn da băng luôn nè. Đặc biệt cái đời này như đời xe cao cấp rồi con. Khi ba hết xăng là nó báo bà con luôn nè. Hay lắm. Máy là chắc tiết kiệm xăng tại vì máy lớn mình xăng nhỏ nè. Alo. Con máy gì? Đây Hyundai 20HB nha bà con. Rất đẹp nha. Của Hàn Quốc luôn bà con. Dung tích xy lanh là 94 cm khối. Dung tích xy lanh là 994 á, dung tích xy lanh là 94 á. Đây có báo nhớt luôn nè. Bà con khi xài dưới sông á phải gỡ bỏ dây này nha. Có sạc kết hợp luôn. Hyundai Coet. Rất đẹp bà con. OHV 20HP mà con cốt thẳng nha. Dung tích xy lanh là 94 á. 94 ly á. Đúng rồi. 94 ly á, 20 ngựa. Này như có lọc bằng dầu nè. Ồ bô quay chà bá nện luôn, máy này đủ ngựa, đủ 20 ngựa nè. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn 0886356707.